Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại với con game 68 game bài nha. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái nhận khuyến mãi khá là hay của con 68 game bài này. Thì anh em có thể vào trong cái phần mô tả video thì anh em sẽ nhìn thấy một cái đường link Telegram để anh em có thể nhận khuyến mãi nha. Thì cách nhận khuyến mãi rất là đơn giản thôi, anh em vào phần tham gia vào trong nhóm, sau đó thì anh em vào phần nạp tiền này, anh em vào phần cái mã vào cái chỗ là Momo ấy, đây Momo 20k đến đây này. Thì ví dụ anh em muốn nhận được khuyến mãi là 100k chẳng hạn thì anh em vào 100k này, sau đó anh em ấn nạp này thì nó sẽ hiện ra cho anh em một cái mã QR đây. Thì anh em sẽ chụp ảnh lại cái mã QR này, anh em gửi lên nhóm thì admin ở trên đấy người ta sẽ quét cái mã này và xem là điều kiện có đủ hay không nhá. Cái đầu tiên là xem đủ có đủ điều kiện để nhận hay không, bằng cái cách đó là anh em gửi cái ID ở trên đấy lên, và sau khi nếu như anh em đủ điều kiện để anh em nhận đấy, anh em nhận khuyến mãi ấy, thì anh em chỉ cần đó là chụp ảnh cái mã QR như lúc nãy mình nói đấy, để cho anh em vào anh em nhận nha. Rồi ok, thì hôm nay thì mình sẽ vào bắt cầu ở trong con game M5 nha. Đấy, thì cách nhận khuyến mãi này thì nó sẽ phù hợp với những anh em nào có số vốn nhỏ, những anh em nào thích bào cốt đúng không? Đặc biệt là đối với những anh em sinh viên, tức là chúng ta muốn nhận những cái khuyến mãi free, tức là kiếm những cái cách mà có thể kiếm được tiền đơn giản, không cần mất phốt kiểu như vậy. Đúng không? Không cần bỏ ra bất kỳ một cái gì cả. Đây, cầu này đang bệt nha. Rồi chúng ta sẽ cùng xem nào. Check cầu nha, check hết bắt đầu từ đây xỉu đầu tiên luôn. Thì 16, 6 cộng 10 ở đây thì sẽ bằng đảo này. Đảo này, tay này thì nó sẽ là tiếp tục là đảo này. Đảo công thức anh em ạ, tay này nó mới thuận công thức. Tay này về đảo công thức. Về đảo công thức, tay này chúng ta sẽ để chắc chắn hơn thì tay này nếu chúng ta chơi thì chúng ta nên đánh đảo nhẹ thôi. Đánh đảo nhẹ thì tay này mình nghĩ mình nó sẽ về tài. Nhẹ thôi nhá, không đánh to được. Tại vì tay này thực tế là xác suất thấp thì chúng ta nên bỏ chứ chúng ta không nên theo. Còn nếu theo thì chúng ta nên theo vừa phải thôi để chúng ta căn chỉnh những cái số vốn, căn chỉnh những cái tay tiếp theo để mình có biết đường vào báo trước đúng không? Đấy, thấy chưa? Anh em thấy chuẩn không? Vậy là 7 10 này là về đảo này. Tay này cũng về đảo, tao hai đảo liên tiếp thì tay này tao vẫn bắt đảo thôi. Bắt đảo công thức ấy là 4 này. 4 cộng 16 bằng 20. 20 thì bắt đảo đánh về tài tiếp. Rồi, vào 21 luôn. 31 luôn. Công thức thì mình có để dưới phần mô tả dưới video cho anh em nhá. Ở đây thì hầu như là những anh em xem video này thì anh em đều là những anh người mới. Thứ nhất là anh em tìm cho mình một cái phương pháp bắt cầu đúng không? Nhưng mà theo cái quan điểm của mình thì cái phương pháp bắt cầu ấy thì nó chưa phải là yếu tố quyết định hoàn toàn đến cái vấn đề thắng thua của anh em. Bởi vì anh em biết bắt cầu rồi nhưng chưa chắc là anh em đã thắng. Thì mình sẽ giải thích lý do cho anh em là tại vì sao. Rất là đơn giản thôi. Khi mà anh em biết cách bắt cầu ấy, đúng không? Thì anh em nghĩ là mình có thể bắt được 100%, nghĩa là bắt 10 tay anh em là ăn được cả 10 tay không? Không bao giờ. Và đến thời điểm hiện tại thì cũng chẳng có cái phương pháp nào đó là chính xác để đến 100% là đánh 10 tay là thắng được cả 10 tay cả. Không bao giờ có. Nhá. Không bao giờ có. Thằng nào mà bảo là có cái phương pháp bắt chuẩn 100%. Phương pháp của nó bắt chuẩn 100%, không ạ. Bắt cầu chuẩn 100% thì chắc chắn là thằng đấy là thằng bịp. Chắc chắn thằng đấy là thằng bịp nha. Mình khẳng định với anh em là như vậy luôn. Tại sao vẫn bắt đảo đây, 6 cộng 11 thì bằng 17. Đây bắt về xỉu này, bắt đảo bắt về xỉu thế này. Vào một nửa lãi rồi. Đấy. Đấy đấy là cái phương pháp bắt cầu nó chỉ chiếm một phần thôi. Còn kết hợp thêm cái vấn đề là anh em vào vốn như nào, anh em dàn vốn, anh em đi tiền như nào. Đấy, đấy cũng là một điều rất là quan trọng. Nên là không phải là biết cách bắt cầu là thắng đâu nhá. Rồi, chính xác. Bốn tay đảo cũng thức. Ví dụ anh em đánh 3 tay đi, anh em biết cách bắt thì bắt 3 tay anh em đúng 2 tay chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà 2 tay thắng thì anh em lại vào rất là bình thường và nhỏ.
Nhưng mà cái tay thứ ba, cái tay gãy, anh em lúc đấy anh em nghĩ là à mình bắt hai tay nó chuẩn rồi, cái tay thứ ba mình nghĩ là nó cũng vẫn chuẩn, thế là anh em vào to thôi. Anh em vào to đâm ra là gãy thì hai tay trước, cái gãy, tay gãy của anh em ấy là âm luôn, hai tay thắng của anh em không thể bù lại được cái tay âm của anh em. Thế nên đấy là cái vấn đề vào tiền nó cũng rất là quan trọng là như vậy nhá. Bốn tay đảo rồi, tay sau bắt đảo tiếp, 6 cộng 8 là 14 tay này bắt đảo, bắt về tài. À, cho nên là anh em xem ấy, khi mà mình bắt đầu lãi thì mình bắt đầu tính đến việc là bảo toàn cái lãi của mình, cũng như là tính đến việc là chốt lãi như thế nào, chọn đúng thời điểm để mình chốt lãi và mình mới thắng được. Đấy, còn nếu mà bắt cầu thôi thì chưa đủ, còn phương pháp bắt cầu thì chúng ta đa dạng lắm nha. Thực tế nói với anh em, phương pháp bắt cầu của chúng ta đa dạng lắm. Phương pháp bắt cầu chúng ta có thể sử dụng điểm phiên này, sử dụng tổng hai hột dưới nhân với hột trên này. Đấy. Sử dụng là bắt theo cái con xí cầu nào này, xí cầu 1, xí cầu 2 này, theo điểm phiên này. Và bắt cầu theo cái điểm phiên thì nó cũng là một trong những cái kết hợp theo cả phương pháp, tức là kết hợp nhiều cái phương pháp lại với nhau ấy, thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều, rất là nhiều những cái sự, tức là lúc đấy là tăng cái tỷ lệ chiến thắng của mình, kết hợp giữa hai phương pháp nhiều vào với nhau thì tăng tỷ lệ chiến thắng lên. Tại sao vẫn bắt đảo nha. 5 cộng với 14 thì bằng 19. 19 bắt đảo thì thế này sẽ bắt đầu xỉu tiếp này. Đấy, thế này vẫn bắt đầu xỉu tiếp này. Rồi anh em sẽ cùng quan sát xem là tay này liệu có chốt được không. Để xem cây này có vào không anh em. Bắt cây cuối này. Rồi, chuẩn luôn anh em ạ. Cầu đang chạy đảo rất là thơm nha. Chính xác là cầu đang chạy đảo rất là thơm. Đấy, vào ạ, cầu chạy đều như vậy là anh em hoàn toàn tự tin là anh em vào dàn vốn là bình thường thôi, đánh vào bình thường thôi, căn vốn căn lãi mình vào thôi. Cầu nó chạy không chạy đều như thế thì mình có thể là bỏ vào nhỏ lại, quan sát cầu và sau đó tìm ra những tay chốt thôi, được chưa? Không vội. Đấy, còn cầu nó đi đều thì mình cứ đánh đều tay như thế là được nha. Đấy, và chắc chắn rồi, lãi được 1/5 vốn, tức là khoảng 20% rồi. Thì bây giờ mình sẽ chốt lại ở đây thôi. Video này thì mình cũng sẽ khép lại ở đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video tiếp theo.